Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay 16 tháng 8 năm 2021 Lê Đinh xin được tóm tắt lại các chương trình trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang California, cách EDD chi trả theo các chương trình này như thế nào, và cách quý vị có thể tự biết mình có còn nhận được thêm một khoản tiền nào từ trợ cấp thất nghiệp sau ngày 4 tháng 9 năm 2021 hay không. Quý vị thân mến, các chương trình trợ cấp thất nghiệp chính thức sẽ hết hạn vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. Ngoại trừ chương trình FedEx, là sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 9 năm 2021 và chương trình trợ cấp thất nghiệp thông thường của tiểu bang, tức là chương trình UI, sẽ trợ cấp cho quý vị 26 tuần, không phụ thuộc vào ngày hết hạn của những chương trình khác. Nhưng có những trường hợp, dù trợ cấp thất nghiệp đã hết hạn, quý vị vẫn tiếp tục được nhận tiền từ EDD sau ngày 4 tháng 9 năm 2021. Lê Đinh sẽ chia sẻ về vấn đề này ở phần cuối của video. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé! Trước tiên là phần tóm tắt các chương trình trợ cấp thất nghiệp ngày hết hạn và cách EDD chi trả tiền cho những chương trình này như thế nào. Đầu tiên là chương trình UI. Nếu quý vị thuộc chương trình UI, quý vị sẽ nhận được tổng cộng là 26 tuần lễ theo chương trình này. Trường hợp quý vị nhận hết 26 tuần lễ của chương trình UI trước ngày 4 tháng 9 năm 2021, EDD sẽ chuyển quý vị sang chương trình PEUC quý vị sẽ được nhận chương trình PEUC tối đa là 53 tuần lễ hoặc là đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2021. Sau ngày 4 tháng 9 năm 2021, nếu quý vị chưa nhận tuần lễ nào của chương trình FedEd, EDD sẽ xem xét hồ sơ của quý vị và chuyển quý vị sang chương trình FedEd nếu như quý vị đủ điều kiện. Bởi vì chương trình FedEd cần có một số yêu cầu về thu nhập. Nếu quý vị đủ điều kiện quý vị sẽ được nhận tiền thất nghiệp theo chương trình Fed Ed, tối đa là 13 tuần lễ, hoặc là đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2021. Còn nếu quý vị không đủ điều kiện để được chuyển sang chương trình Fed Ed, thì khi chương trình PEUC bị hết hạn vào ngày 4 tháng 9, hoặc khi quý vị nhận hết 53 tuần lễ của chương trình PEUC, coi như tiền trợ cấp thất nghiệp của quý vị đã bị chấm dứt. Chương trình thứ hai, là chương trình PUA. Nhìn chung, chương trình PUA là một chương trình đơn giản nhất. Bởi vì nếu quý vị nhận chương trình PUA, thông thường quý vị sẽ ít bị chuyển sang những chương trình khác. Nhưng vẫn có một số trường hợp quý vị nhận PUA trước và sau đó quý vị lại được EDD chuyển về chương trình UI. Lê Đinh sẽ giải thích về trường hợp này ở phần sau của video. Còn bây giờ, Lê Đinh xin chia sẻ về chương trình PUA thuần túy, tức là chương trình dành cho những quý vị là chủ những doanh nghiệp nhỏ, những quý vị tự làm chủ, những nhà thầu độc lập. Khi đi làm, quý vị khai thuế ở mẫu 1099. Nếu quý vị khai thuế ở mẫu 1099, tức là quý vị là những người lao động tự do. Khi bị thất nghiệp vì đại dịch, chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ cho quý vị theo chương trình PUA. Quý vị sẽ nhận được 46 tuần lễ của gói cứu trợ 1, 11 tuần lễ của gói cứu trợ 2, 29 tuần lễ của gói cứu trợ 3. Tổng cộng quý vị sẽ nhận được 86 tuần lễ tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang. Đây là tổng tuần lễ tối đa mà quý vị có thể nhận được từ chương trình PUA. Nhiều quý vị sẽ nhận ít hơn 86 tuần bởi vì ngày quý vị nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là sau ngày 2 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 4 tháng 9, cho dù quý vị chưa nhận hết 86 tuần lễ của chương trình PUA, cho dù quý vị còn balance trong claim của mình, thì EDD vẫn không trả thêm cho quý vị theo chương trình PUA nữa, bởi vì chương trình này bị hết hạn vào cuối ngày 4 tháng 9 năm 2021. Ở một số trường hợp, khi quý vị đi làm, quý vị nhận mẫu khai thuế là W2, thì khi quý vị thất nghiệp, đúng ra quý vị phải được trả theo chương trình UI. Nhưng tại thời điểm quý vị nộp đơn thì quý vị lại không đủ điều kiện cho chương trình UI, do đó Sở thất nghiệp chuyển quý vị sang chương trình PUA của liên bang. Ở đây lại có hai trường hợp nhỏ, trường hợp thứ nhất là vì tuy quý vị đi làm có mẫu khai thuế W2 nhưng thời gian làm việc của quý vị quá ít, không đủ 18 tháng, do đó không đủ điều kiện để nhận chương trình UI và vì vậy, EDD đã trả tiền thất nghiệp cho quý vị theo chương trình PUA. Nếu quý vị thuộc trường hợp này thì quý vị sẽ nhận PUA từ đầu đến cuối, tức là 86 tuần lễ tối đa như những quý vị làm kinh doanh tự do. Trường hợp thứ hai là quý vị cũng đi làm ở hãng xưởng, cũng nhận giấy khai thuế W2. Thời gian quý vị đi làm đủ điều kiện để nhận cho chương trình UI khi quý vị bị thất nghiệp, khi đại dịch mới xảy ra, hãng xưởng của quý vị chưa lay off nhưng quý vị xin nghỉ trước khi hãng xưởng lay off vì quý vị có bệnh nền hoặc là quý vị phải ở nhà chăm sóc con nhỏ do đó khi quý vị nộp đơn xin thất nghiệp thì quý vị không đủ điều kiện để nhận chương trình ui và edd đã chuyển quý vị sang chương trình pua đến một thời gian sau hãng xưởng của quý vị mới lay off quý vị lúc đó nếu quý vị nộp giấy tờ lay off lên cho edd edd có thể sẽ chuyển quý vị sang chương trình ui nếu như quý vị đủ điều kiện và quý vị sẽ được nhận giống như những quý vị ở chương trình ui tức là 26 tuần của UI, 53 tuần của PEUC, 20 tuần hoặc là 13 tuần của FedEx. Việc chuyển quý vị sang chương trình UI hoặc giữ quý vị lại ở chương trình PEUC là còn tùy ở EDD. EDD vẫn không có những thông báo chính thức về việc này, cho nên đây là kinh nghiệm của những quý vị khán giả chia sẻ cho Lê Đinh biết mà thôi. Chương trình thứ ba là chương trình PEUC. Nếu quý vị đang ở chương trình PEUC, quý vị sẽ được nhận tối đa là 53 tuần, bao gồm 13 tuần của gói cứu trợ 1, 11 tuần của gói cứu trợ 2 và 29 tuần của gói cứu trợ 3. Đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2021, cho dù quý vị chưa nhận đủ 53 tuần hoặc là trong claim balance của quý vị vẫn còn tiền, tiền PEUC của quý vị cũng sẽ bị chấm dứt. Nhưng quý vị có thể được chuyển sang chương trình FedEx nếu như quý vị đủ điều kiện và quý vị chưa nhận đủ ít nhất là 13 tuần lễ của chương trình này, cho dù quý vị được chuyển sang chương trình FedEx, quý vị sẽ chỉ được nhận thêm đến hết ngày 11 tháng 9 mà thôi. Sau mốc ngày 11 tháng 9, bởi vì PEUC là có gốc từ chương trình UI, do đó nếu trong năm 2020 quý vị có đi làm vài tháng rồi quý vị mới nhận thất nghiệp và quý vị có làm reapply, nhưng bởi vì số tiền mà quý vị nhận được theo chương trình UI lúc đó ít hơn chương trình PEUC, cho nên EDD để cho quý vị tiếp tục nhận chương trình PEUC. Thì trong trường hợp này, đến ngày 4 tháng 9 chương trình PEUC đã hết. Ngày 11 tháng 9 chương trình FedEd cũng hết. EDD sẽ chuyển quý vị trở lại chương trình UI theo hồ sơ mới của quý vị. Nhưng số tiền mà quý vị tiếp tục nhận theo chương trình UI sẽ rất ít bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào số thu nhập của quý vị trong năm 2020. Hai chương trình còn lại là chương trình FPUC, tức là 300 đô la mỗi tuần hỗ trợ thêm với tiền trợ cấp thất nghiệp của quý vị. Và chương trình MEUC là thêm 100 đô la mỗi tuần cho những quý vị có hai mẫu khai thuế W2 và 1099 với điều kiện 1099 là phải có thu nhập ít nhất là 5.000 đô la. Chương trình FPUC, tức là 300 đô la mỗi tuần của liên bang, chắc chắn sẽ chấm dứt sau ngày 4 tháng 9 năm 2021. Chương trình MEUC cũng vậy, tức là cũng sẽ hết hạn sau ngày 4 tháng 9 năm 2021. Quý vị thân mến, nhìn chung, sau ngày 4 tháng 9, tất cả những chương trình trợ cấp thất nghiệp từ liên bang đều sẽ bị chấm dứt. Nhưng có một số trường hợp, quý vị sẽ tiếp tục được nhận thêm một thời gian nữa và những trường hợp đó là thứ nhất, chương trình FES sẽ được trả đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2021. Nếu quý vị đang ở chương trình FES chưa nhận đủ 13 tuần hoặc là ở chương trình PEUC vừa mới được chuyển sang chương trình FES, quý vị sẽ được nhận chương trình FES đến cuối ngày 11 tháng 9 năm 2021. Thứ hai là chương trình UI, nếu quý vị chưa nhận đủ 26 tuần lễ của chương trình UI thì quý vị vẫn tiếp tục nhận đến khi đủ 26 tuần. Thứ ba, chương trình PEUC. Nếu quý vị bị hết hạn chương trình PEUC, có thể quý vị sẽ đủ điều kiện cho chương trình FERS và sẽ được nhận tiếp đến ngày 11 tháng 9 năm 2021. Ngoài ra, nếu trước đây quý vị có nộp đơn để xin mở hồ sơ, tức là xin reapply khi hồ sơ của quý vị đã hết hạn một năm và quý vị đủ điều kiện để mở hồ sơ mới theo chương trình UI. Nhưng vì số tiền trả cho chương trình UI lại thấp hơn chương trình PEUC vào thời điểm đó, nên EDD giữ quý vị lại ở chương trình PEUC. Khi PEUC hết hạn mà quý vị vẫn chưa tìm được việc làm, có thể EDD sẽ chuyển quý vị trở lại cho chương trình UI. Trường hợp thứ tư là chương trình MEUC. Mặc dù chương trình MEUC hết hạn vào cuối ngày 4 tháng 9 năm 2021, nhưng EDD vẫn đang cho quý vị nộp đơn theo chương trình này để được truy lãnh cho những tuần lễ từ 27 tháng 12 năm 2020 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021. Hạn chót nộp đơn sẽ là ngày 6 tháng 9, cho nên nếu quý vị đủ điều kiện thì quý vị cũng sẽ được trả cho chương trình này mặc dù ngày 4 tháng 9 đã qua và cuối cùng là những hồ sơ đang bị pending edd đang bắt đầu trả tiền cho những hồ sơ đang bị pending ít nhất là hai tuần lễ chương trình này gọi là chương trình pay now hay gọi nôm na là chương trình trả trước xét sau cho nên nếu quý vị có những claim bị pending và quý vị cần tiền để xoay sở quý vị hãy gọi cho edd để edd xóa pending của quý vị và trả tiền cho quý vị còn nếu quý vị có thể chờ đợi được thì quý vị hãy tiếp tục chờ đợi. Bởi vì EDD sẽ dần dần trả cho những tuần lễ mà quý vị bị pending. Việc trả tiền này có thể kéo dài đến sau ngày 4 tháng 9 năm 2021. Quý vị thân mến, và đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Lê Đinh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thêm nhiều video hữu ích khác ở những đề tài khác nhau. Cho nên, nếu như đây là lần đầu tiên quý vị đến với Lê Đinh Vlogs USA, xin quý vị hãy nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới. Và quý vị chỉ cần nhấn một lần duy nhất mà thôi. Một lần nữa, Lê Đinh xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo